gia đình thôi. Bây giờ em có tép nên nấu với canh bí đây. Tép nấu canh bí. This is a swim egg. I cook soup with Vietnamese quark, I think. Yeah. Và đây là em có một cái con cá biển. Cá biển giờ mình kho khô. Mình gồm có hàm với ớt, mình chuẩn bị kho khô. So I cook the fish, okay. Now mình bắt đầu dầu mình làm thôi. Giờ cá này em cũng đã làm sạch rồi. Bây giờ mình hứa nó ra. Xong rồi mình rửa lại, bỏ vô mình rửa sơn nó lại. Và sau khi mình rửa cá xong thì mình bỏ vô nồi mình ướp. Đây mình bỏ ướp trước rồi mình quay qua mình cắt cái trái bí để mình nấu canh, ướp cho nó khoảng 5-10 phút cho nó thấm. Rồi mình mới cắt ra cái bí mình nấu canh. Ok. Bây giờ mình cắt hành lên. Rồi khi mình bầm hành với ớt xong này, thì mình bỏ vô cái nồi cá để mình ướp cho nó đậm tay. Thì ở đây mình cũng có như cần để là mình ướp ít bột rau cải vegetable powder. Đây là đường, đường, okay. Sugar. Nước mắm. Còn đây là caramel nước màu. Ở đây là fish sauce nước mắm. Mình để mình ướp khoảng 15 phút thì mình nấu. Ok. Đợi cho nó thấm. Mình kho. Cái này mình cá kho khô. Mình cá biển kho khô. Kho khô để ăn với canh. Mình ướp thì này nó thấm con cá này kho chứ không. Giờ mình để đây khoảng 15 phút. Mình nấu ok. Mình có trái bí. Đó, mình gọt vỏ trái bí ra. Gỡ xong đó thì mình xác luôn, xác ra. Muốn cắt cọng dài hay là cắt cọng miếng thì tùy em đem thích miếng. Miếng gì gắp miếng nào ngon miếng. Xong thì mình rửa. Sau khi mình rửa bí, bí mình rửa sạch thì mình để đây. Bây giờ mình bắt nước lên. Mình bắt nước lên mình nấu canh. Mình bắt nước lên mình kho.
mình kho luôn. Mình làm như vậy á, nấu bữa cơm nó rất là lạ, làm 2-3 món một lượt luôn. Cho khi đó mình kho nó thì mình bằm tép này. Mình dần tép ra, mình bằm nó ra để mình nấu canh. We chop the string, okay? Bằm cho nó nhuyễn. Mình nấu cơm á, mình biết cách sắp xếp á, mình nấu một buổi cơm đâu đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ là tôm nó đã nhuyễn rồi này, thì mình sắc hành, mình bỏ, mình trộn vô cái tôm này này, nó thay đổi dần là cái we mix together the swim. Sau đó thì mình bỏ bột nêm vừa ăn, bột nêm, chút xíu đường thôi, không cần nhiều, nó canh này nó còn đường nhiều đó, xíu, đó, nó có hậu được. Thì giờ là mình bỏ mấy nước mắm vô, bỏ tí sốt, sau rồi bỏ tí xíu tí sốt vô. Pepper, black pepper. Okay. Như mình trộn nó lên, mình trộn nó lên, mình mix nó lại. Khi mà nước sôi thì mình bỏ nó vô mình nấu. Mình mix nó lại nè, mix together. Bây giờ mình chờ nước sôi. Nước sôi thì mình bỏ nó vô mình nấu nha. Ok. Bây giờ này cá nó cũng sôi lên rồi nè. Để cho nó sôi xong rồi mình đỡ nó qua. Rồi mình đã chế nước. Sôi từ từ lên. Cá xong vậy thì mình chế nước vô. Nói bây giờ mình chế nước vô này, cá này chế nhiều vô đó, cho đầy vô vậy đó, rồi mình kho cạn xuống là nó mới ngon, nó thấm cái cá. Bây giờ mình kho nha. Vậy đây là nước cũng sôi lên nè, thì bắt đầu mình bỏ bí vô. Rồi mình bỏ bí bí thì nó rất là mau chín, thì cái mình bỏ bí vô xong á, thì bây giờ mình bỏ tép vô nè, tép mình bằm đó cho nó lên vô luôn. We put it in and we cook. Thì mình bỏ nó vô rồi nhưng mà nó sôi lên nè. Bây giờ mình nêm nếm là về là xong. Thì nó mau chín lắm, bí nó mau chín lắm. Mình nếm thử nha. Ngon.
rất là ngon luôn. Vừa ăn. Và đây là sau một hồi nấu nướng thì nồi cá kho cũng xong. À, đây là nồi canh bí. À, hấp dẫn chưa? À, đã chín. À, cá kho canh bí cũng chín hết rồi. À, rất là ngon. Ok cả nhà ơi, hôm nay nấu cơm xong rồi mà ông xã ra phải đi làm, em ăn cơm một mình đó. Thì bây giờ cái này là cá kho, cá biển kho và canh bí, mời đại gia đình ăn cơm ha. Ăn cơm với em thì bây giờ em ăn cá kho trước coi coi nó ngon. Đây cá kho khô nè. Kho này ngon, kho nó thấm luôn. Đúng ra nấu xong rồi ăn mà ông xã phải đi làm, rồi cái giờ mình ăn mình. Hôm nay ông xã đi làm ban ngày luôn, làm hai chớp. Không thích ăn cá biển kho, mình chan miếng nước vô. Ăn cái này là nhớ hồi xưa ở Việt Nam. Ăn cơm với cá kho, cá ngon. Giống cơm bình dân, cơm nhà quê. Cá này mình kho, kho 2 ngày ăn nó mới ngon, để nó thấm vô cá. Mời đại gia đình. Mình sẽ ăn theo cái muỗng. Em thường thích ăn muỗng thôi. Ăn muỗng hồi đó giờ ăn muỗng quen. Cá nó thấm lắm nha. Cá giờ nó thấm miếng cá. Nó không có mặn lắm, kho khô mà không có mặn, miếng cá rất là ngon luôn, vừa ăn. Miếng cá nó thấm ngon lắm. Ăn cái này nhớ lại ở nhà hồi xưa ở Việt Nam, thường ăn mấy cái ngó này. Ngon hết ăn khứa cá luôn. Có ông xã thì ăn nhiều, có ông xã thì hơi buồn, ăn ít một chút.
Ngon. Ông sẽ ăn một miếng cơm thôi. Chén cơm với chén canh. Bây giờ mới ăn cái canh nè. Bí nấu với tép. Thế là chế độ về chén cơm chén canh. Mời bà có chút ăn canh không? Hơi bị nóng. Ngon lắm. Nước súp nó ngọt. Ngọt lắm. Nghe em coi trên YouTube á, người ta nói bí đao mình là ăn canh bí đao á mình giảm cân. Ngon. Hơi nóng tí. Ngon lắm nha. Đừng biết đào nó mát. Biết đào mình có thể nấu nước ra rồi mình bỏ la ăn quả vô. Mình uống nước đó, cũng mát. Ngon. Giờ còn miếng canh này là chợ ông xã về giải quyết hết. Bữa cơm của em đến đây cũng tạm ngưng. Chúc đại gia đình dồi dào sức khỏe và bình an. Cũng không quên là đại gia đình cho em một cái chia sẻ, một cái like, một cái share, và sau đó bấm cái chuông để nhận thêm những video mới của em nha. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Love you all. Bye bye.